em. Đây mình test cái clip gì con rò nó sẽ chạy qua cái nồi cho anh em coi nha. Nồi viên nó chạy tới đây nha anh em. Mình làm rồi nó chạy xe lên đỉnh rồi. Mấy cái xe này đặc trưng nó là bị rung đầu, chạy nó đời ba đồ yếu lắm. Mình về mình phải tự canh nồi lại thì nó mới ngon nha. Xe nào cũng bị, kể cả Vario 28 cũng bị nha nè. Rồi cho thử coi. Những nhu cầu điện thoại bảo qua địa chỉ đây, số nồi. Khi mà mình làm nồi rồi á, nó chạy sẽ đỡ, tiết kiệm xăng hơn, xe nhẹ. Để làm việc tiết nữa. Đây, cái nhìn làm nồi nữa, nồi viên nó bị tụt, hư bố luôn. Đây, bố cháy hết. Bóng lép. Hết bố luôn. Rồi, cảm ơn anh em nha.